Toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, thì chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta nghiên cứu và triển khai tới kỳ thứ 124. Kỳ thứ 124 với cái bài thơ có cái nhan đề là Tự Nhủ. Hiện giờ là 4 giờ. 4 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 24 tháng 4 năm Tân Mão. Chúng ta nghiên cứu cho vui về vấn đề gọi là tự nhủ, rất đơn giản thông thường, nhưng mà trong khi mà tôi viết ra cái bài này để đọc cho vui, nhưng mà thật sự là trong trí của tôi thì tôi có gửi gắm những cái điều mà cần nhắc nhở cho Phật tử cũng như là nhắc nhở cho tăng ni trẻ, chứ không phải là chơi, mà gọi là chơi nhưng mà đều chơi theo cái kiểu của cái kiểu của những người mà đệ tử Phật tập buông bỏ, coi tất cả hiện tượng sự vật đại để là nó nhẹ nhàng, nó không có dương dấn, nó không dính mắc nhiều, mình gọi là chơi là vậy đó. Tại nó biết để chơi là vậy đó. Cho nên là cái bài thơ này nó có 4 câu, không có gì sâu sắc, nhưng mà gửi tâm sự, muốn nói với các Phật tử, với tăng ni trẻ những gì mà tôi muốn nói. Thế thì là trong cái phần mà triển khai này đó, tôi sẽ giới thiệu thêm ra những cái ý tứ mà tôi muốn gửi gắm trong những câu thơ này. Vậy bây giờ tôi đọc cái bài thơ đây nè. Dẫu ai thương ghét mặt người ta, đừng giận không buồn tự lánh ra. Tự lánh ra hay là tự lánh xa cũng được. Nếu mà mình đang ở trong cái cùng chung trong một cái thành phần nào đó, thì mình tự lánh ra. Còn nếu mình không phải ở cùng chung trong cái thành phần của nhóm người nào đó mà mình ở ngoài, thì mình tự lánh xa. Cái đó là tùy theo mình đưa cái ngôn từ của mình nó theo cái hoàn cảnh, hoặc là tự lánh ra hoặc là tự lánh xa đều không có gì trở ngại hết. Dẫu ai thương ghét mặt người ta, đừng vẫn không buồn tự lánh ra. Phải quay hơn thua như bọt nước, tâm mà trong sáng đẹp vườn hoa. Rất là đơn sơ, mà cái trọng tâm ở đây là nhắc nhở mình làm sao cho cái tâm mình được trong sáng. Cái trọng tâm của bài thơ này là hàng phục tâm, chế ngự tâm, là thế nào cho cái tâm mình mà nó trong sáng. Cái tâm trong sáng thì nó đẹp lắm,
Sở dĩ mà chúng sanh gọi là chúng sanh đó là tại vì cái tâm không trong sáng. Cái tâm nó nhơ đục bởi những cái đối tượng, những cái hoàn cảnh bên ngoài như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do sót món đó nó làm nhiễm ô tâm tánh, làm cho cái tâm tánh nó mất đi cái vẻ đẹp, mất đi cái trong sáng. Chứ thật sự là tâm tánh của con người nó trong sáng lắm, nó đẹp đẽ như hoa vậy. Thế thì đọc cái bài thơ bốn câu này không có gì lạ, nhưng mà muốn làm được, muốn tập tập tành tu học mà theo cái đường lối của cái bốn câu thơ này mà của tác giả gửi gắm tâm sự đó, thì nó còn phải nhiều, phải có những cái điều kiện, những điều kiện xung quanh nhiều chứ không ấy mới làm được cái bài thơ này. Còn nếu mà mình không có học Phật á, không học trước, mình không có hiểu gì hết về đạo Phật, thì mấy câu này đọc qua như vậy mà thật sự là làm không được đâu. Thí dụ như cái câu là dẫu ai thương ghét mặt người ta, cái câu này vậy chứ mà khó làm lắm đó. Mình phải có một cái nội lực. Mình nói, muốn nói đây là cái nội lực là bằng đạo pháp, bằng kinh điển, bằng giáo lý của đạo Phật. Bởi vì đây là nói trong phạm vi của người Phật tử mà, của tăng ni trẻ, của Phật tử tại gia. Còn tăng ni trẻ cũng là Phật tử mà Phật tử xuất gia. Thì mình nói đây là mình nói với cái vai trò, cái trách nhiệm, cái sự học tập tu hành của những người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia. Cái người mà thương ghét mặt người ta đó, mình làm được cái việc đó, đó là mình phải có cái nội lực mạnh mẽ gì đó. Còn bằng mình không có cái nội lực á, thì người ta thương là mình chịu lắm, mình ham lắm. Ai đó mà thương mình là mình chịu lắm. Rồi mình kết nạp vào làm đệ tử ruột của mình đó. Còn ai đó mà mình thấy rằng người ta có vẻ là không kính quý mình nhiều đó, thì mình không bằng lòng, thậm chí là mình đuổi ra khỏi cái phạm vi, cái quyền hạn, cái tổ chức của mình, được gọi là khai trừ rồi đó, khai trừ hay sa thải. Nếu mình nói theo công nhân xí nghiệp thì gọi là sa thải, còn nói về phương diện tổ chức rồi thì ta gọi là khai trừ. Còn nói theo kiểu bình thường hơn nữa là tôi là ta đuổi. Ví dụ như mình trong cái chùa mình đó, thì mình không cho ở chùa mình nữa thì mình đuổi đi, không cho ở chùa mình nữa. Rồi nói gì là tổ chức thì mình gọi là khai trừ. Cho nên vấn đề thương ghét này là dẫu ai thương ghét mặt người ta, cái câu đó coi cho mà khó đó. Phải có cái nội lực mạnh. Nội lực mạnh đó là tôi nói ví dụ như giờ Phật tử tại gia đó, thì mình phải phát Bồ Đề Tâm, mình phải học Tam Quy cho kỹ, ngũ giới cho kỹ, thập thiện cho kỹ, nắm vững con đường tu hành Tam Quy, ngũ giới và thập thiện. Đó là con đường tu học của người Phật tử tại gia, làm tới cỡ đó
mà mình tu học đúng cái đường lối của mình rồi đó, thì những cái người khác, những cái người mà ta không học cái đường lối của mình, ta không phát Bồ Đề Tâm, ta không thọ trì Tam Quy, người ta không học ngũ giới, người ta không tu tập thập thiện nghiệp, thì những người đó tất nhiên là họ không thân với mình được rồi, cũng như mình không thân với họ được rồi. Là tại vì là cái lý tưởng nó khác, cái lập trường sống sinh hoạt nó khác, cho nên là cái chuyện mà thương ghét là cái lẽ đương nhiên. Do vậy mà khi thương đó, mình phải nói thương là ai thương, thành phần nào thương, hạng người nào thương, thì cái thương đó mới có tương quan tới mình. Còn ghét là ai ghét, hạng người nào ghét, thành phần nào ghét. Chứ còn nếu mà mình là nghe thương thì là mình vui, mình mừng. Thậm chí là thương và tân bốc, mình vui, mình mừng, cái đó không tốt đâu. Mình không có lập trường, mình không có lý tưởng. Nếu mà người tà kiến ngoại đạo mà họ thương mình đó, thì là, tức là mình có tương quan tới họ, họ mới thương mình nổi đó. Cho nên là họ là người tà kiến, người ngoại đạo, thì là sao họ thương mình nổi. Mà mình muốn cho họ thương mình thì mình phải chiều cho họ. Hoặc là cái họ tân bốc, họ muốn lôi kéo mình, họ dụ dỗ mình cũng phải theo họ, hoặc là họ phải theo mình, mà họ không theo mình thì mình phải theo họ để được cái thương đó mà. Do vậy cho nên là phải tập ta hỏi thương là ai thương, thành phần nào thương, hạng người nào thương. Hiền thánh thương Bồ Tát, Phật Bồ Tát thương, Phật thương, thì cái thương đó là ta nên để ý, ta quý trọng cái đó. Chứ ngoại đạo tà kiến hay là nói gì xã hội thành phần đầu trộm đuôi cướp mà nó thương mình đó, thì coi chừng nè, coi chừng là mình sắp nhò xưa tôi gọi là nhất danh thất khúc, là lưỡng nhân ta ương, mình chơi với người ác, người xấu, giống như là người ta bồng em mày leo lên dách vậy. Một người té thì hai người bể đầu, một người bồng con mày leo lên dách thì cái người mẹ mà té thì bể đầu luôn, chết luôn cả đứa con. Nếu mình chơi những cái thành phần xấu trong xã hội, thành phần không đạo đức, không lương tâm lương tri mà họ thương mình, thì mình chơi với họ là ngày nào đó họ tù tội mình cũng tù tội, nó có tương can trong liên quan trong nhất danh thất khước, giữ ác nhân giao gì bảo tử thượng tồn, nhất danh thất khước lưỡng nhân tao ưa. Chơi với những người bạn xấu thì giống như là bồng bế nhau leo lên dách, một người té hai người, là té được hai người, bể đầu chết hai người. Vì vậy cho nên là thương đó, thì mình phải để ý cái chữ thương. Cái người mà có khi là thậm chí là có người người ta không thương, mà ta chỉ rõ cái nhược điểm, cái khuyết điểm cho mình, thì giống như người ta không thương vậy, mà người đó là người tốt, là người đó là bạn lành của mình đó.
thậm chí họ là hạng thầy mình nữa, chứ không phải là mình chỉ cần người ta thương rồi vậy là mình thành công đâu, không phải đâu. Người xưa ta nói là tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư yên, tật thiện giả như tùng chi, kỳ bất thiện giả như cải chi. Trên đường giao du nhiều người đó, mà cái người nào mà nói cái xấu của ta, chỉ cái dở của ta, thì người đó là thầy ta. Còn có người là người ta có những cái xấu, ta có những cái dở mà họ cứ họ khen, họ cứ họ khen tới thì cái người đó coi chừng nó là bà, là giặc hại ta đó. Cho nên là sách người xưa có câu là đạo ngô ố giả thiện của sư, mà đạo ngô hảo giả thiện của tặc. Có người là nói ta tốt, họ khen ta, họ tân bốc ta, nhưng mà lại là họ hại ta. Ngược lại có người ta chỉ những cái sai, những cái dở, những cái xấu của ta, là người đó là có thể họ là thầy ta đó. Do vậy cho nên là chữ thương đó mình cũng phải để ý, thương là ai thương, thành phần nào thương, hạng người nào thương. Thánh nhân duyên giác Bồ Tát Phật thương thì tốt đó, chứ mà đầu trộm đuôi cướp xì ke ma tí, nghĩa là hạng thành phần xấu xã hội mà thương mình, tân bốc mình, coi mình như sư phụ, như đại ca thì coi chừng chết bữa nào khổ sở. Trái lại với cái mặt thương là mặt ghét cũng vậy, nó cũng gần y như vậy. Ghét là ai ghét, thành phần nào ghét, hạng người nào ghét. Nếu mình là một cái người về trị chánh, trị an trong xã hội, ví dụ như mình làm cái ngành cảnh sát công an đi, mà nếu như mà là những cái thành phần mà xấu trong xã hội, thành phần tội lỗi mà nó ghét mình, làm mình là người tốt, mình là một người công an, là cái thành phần mà đầu trộm cướp chém mướn đâm thuê, hoặc là xì ke ma tí rồi bán hàng lậu hàng giỡn rồi này kia đó, cái đó những thành phần đó mà nó ghét những anh công an, là những anh công an đó tốt. Bất cứ là cấp nào, từ cấp xã rồi tới cấp bộ, mà những anh công an mà đưa cái thành phần đó, bị cái thành phần nó ghét, làm những anh công an đó tốt, danh phận có thể mỗi ngày mỗi lên đó. Còn nếu cái thành phần đó mà thành phần là xịt ke ma tí, đầu trộm đi cướp bán đồ gian đồ lậu, bán của Hàn Quốc cấm đâu mà nó thương mình, thì cái thương đó là nó là giặc, nó là hại mình. Cho nên cái vấn đề thương ghét phải có thiền định. Nói theo đạo Phật thì phải có thiền định, rồi phải có học Phật, phải có để ý, mình mới đánh giá, mới nhận thức, mình mới biết cái nào là người ta thương mình đáng quý. Ngược lại có những cái người ta thương mình phải lánh xa. Có những cái thứ người ta ghét mình, lại mình trở nên người tốt. Mà có những cái thành phần mà họ không ghét mình đó, thì là coi chừng mình trở thành người xấu, giống như những người xấu đó. Do vậy mà cái người học Phật đó, nó có cái lập trường, có lý tưởng vững vàng. Mình phải học tâm quy Phật, bất quy thiên thần quỷ vật, vững chưa? Quy Pháp vĩnh bất quy ngoại đạo tà giáo, mình vẫn chưa? Quy Tăng vĩnh bất quy tổ hữu ác đảng, mình có tam quy đó vẫn chưa? Rồi
đó là phát Bồ Đề Tâm, thọ trì tâm quy đó, rồi ngũ giới rất cần thiết trong sự sống đó. Không giết hại, có tập được cái đó khá chưa? Không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vẫn chưa? Rồi cái tâm mình hàng ngày mình bồi dưỡng tập, không tham, không sân, không si. Nói không thì nó quá cao đi, mình nói bớt tham, bớt sân, bớt si. Có tập chưa? Có thành tựu, có tiến bộ ít nhiều cỡ nào tự mình nhận thức. Thế thì đó là gọi là thập thiện nghiệp đạo đó. Nếu mình dính rồi đó thì mình cứ con đường đó mà mình đi. Ai thương cũng tốt. Mà những thành phần mà người ta đi ngôn cái đường lối lập trường lý tưởng của mình, người ta không thương, người ta ghét, cũng đừng sợ cái đó cái khó. Cái khó là cái chỗ đó, coi nó đơn giản vậy, là mặc người ta muốn thương ta thương, mặc người ta muốn ghét ta ghét, nếu người ta không đồng quan điểm, không là đồng lập trường như mình. Thì người ta muốn thương thì cũng kệ người ta, người ta có ghét đi nữa là cũng mặc người ta. Cái người như vậy đó là cái người vững vàng, nội lực cao, có lý tưởng vững vàng mới làm được việc đó. Đó là nói về cái vai trò, cái bổn phận trách nhiệm của người Phật tử tại gia. Còn như tăng ni trẻ xuất gia là phải học cao hơn chứ. Tăng ni trẻ ngoài những cái nói đó ra rồi, cái đó là cái mà bổn phận tăng ni trẻ phải hướng dẫn cho người Phật tử tại gia. Cho nên cái nói nãy giờ ta phải thuộc lập trường đó, mình phải chịu dựng cao hơn cái mức của Phật tử tại gia. Đó là tăng ni trẻ là phải thuộc cho kỹ, nội lực của mình nó phải thâm hậu về cái giáo lý tứ diệu đế của đạo Phật cái này. Tăng ni trẻ mà không học kỹ về giáo lý tứ diệu đế của đạo Phật đó là coi chừng đó, mình không phải là đệ tử Phật đâu đó nha. Mà nếu như mà tăng ni trẻ mà thuộc giáo lý tứ đế rồi đó thì mình cũng dùng cái nội công, cái nội lực đó, mình lấy cái giáo lý đó mình làm cái nội công và nội lực của mình. Rồi thì nếu mà những người mình ta không có đồng quan điểm với mình, người ta không thương mình, người ta không chơi với mình, có thành phần nó không đồng quan điểm với mình, nó không thương mình, nó không chơi mình cũng nghỉ chơi luôn. Thì cũng y như câu đó, mặc ai, dấu ai thương ghét, mặc người ta. Cái người đệ tử Phật là phải lấy cái giáo lý tứ đế làm căn bản. Mà mình nắm vững giáo lý tứ đế rồi, giáo lý tứ đế là giáo lý gì thì cái này tôi nói đã quá nhiều rồi. Cái quả khổ 11 món, không bao giờ mình quên được 11 món khổ đó. Bởi vì đó là cái nguyên nhân mà làm cho Thái tử Tất Đạt Đa đi tu đó, đi tìm đạo, để rồi tới cái ngày thành công, đó là cái ngày thành Phật đó, là do 11 món khổ đó phải thấy cho rõ. Không bao giờ được quên 11 món khổ đó ở quanh cuộc sống của mình. Khổ khổ, hành khổ, hoài khổ, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tâm hội khổ, cầu vấn đắc khổ, vô ám si sanh khổ, 11 món khổ đó đối với người tu sĩ không bao giờ được quên. Nó là cái áp lực, nó đè nặng trong cuộc sống của kiếp con người.
Cho nên tân trẻ là phải nhớ và phải biết rõ rằng là 11 món khổ đó là một động vật cao cấp, là một con người thì ai cũng phải bị, mà trong đó có bản thân mình. Vậy thì nguyên nhân của nó là ai, là cái gì? Nguyên nhân của nó phải thấy cho rõ là thuộc về tập đế đó. Mà tập đế là cái gì? Gốc của tập đế đó là tam thế lục thô, kiến hoạt, tư hoạt, trần sơ hoạt, ngũ cái, thập triền, thập sử. Đó là cái nhân mình để nó có ra 11 cái thứ khổ kia. Đó là cái phạm trù nhân quả thế gian. Tân đi trẻ mình dính cái đó, thấy rõ, biết rõ và luôn luôn là phải để cái tâm để giải phóng nó, để xây dựng cho mình một đời sống tự do giải thoát, tức là mình được an vui hạnh phúc niết bàn. Mà muốn được tự do, được giải thoát, muốn được an vui hạnh phúc niết bàn, Phật dạy rõ ràng nó có cái cách để đối trị, để làm cho mình được tự do, được hạnh phúc, để giải phóng cái nhân khổ đau và cái quả khổ đau kia. Đó là 37 phần trời đạo, đó là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ di yếu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Từ cái bát chánh, con đường bát chánh đó, rồi đi tới gọi là lục độ. Cho nên là về phần tăng ni học đó là một tứ diệu đế là căn bản. Trong tứ diệu đế nó có con đường bát chánh, tức là bát chánh đạo. Và tiến lên một bước nữa của hàng Diêu Giác Bồ Tát thì ta đi trên con đường lục độ. Cái đó là con đường tiến lên để đạt đến cái chỗ cao tột của đạo Phật đó. Thế thì trước mắt là các bạn tăng ni trẻ phải nắm vững về khổ đế, tập đế, đạo đế, lấy đạo đế để hóa giải, để diệt trừ tập đế. Tập đế diệt trừ rồi thì cái quả khổ đế không còn, mất đi thì còn lại một cái đó không là gì hết, cái đó là cái an lạc, là cái tự do. Tự do đặt tới cái đỉnh mà không còn ngôn từ gì để nói hết. Tự do tuyệt đối, tự do diễn diễn thì đạo Phật gọi là diệt đế, tức là niết bàn. Thế thì là các bạn về thành phần xuất gia tăng ni trẻ mà nắm được cái đó rồi đó thì mặc ai thương ghét, dấu ai thương ghét mặc người ta nha. Dù đó là hàng ngũ tăng ni của mình mà cũng có người thương, cũng có người ghét nữa, nhưng mà ta thương ghét mặt người ta. Còn nói chi cái hàng bá tánh bổn đạo ngoài, mà nếu người ta không hiểu cái đường lối tu tập của mình đó, mà mình giải thích về kiến hoặc, về tà kiến, về ngoại đạo, mình đánh đổ những cái sai lầm của ngoại đạo tà kiến, người ta không hiểu, người ta ghét mình, cái đó cũng mặc người ta chứ. Bởi vì chánh pháp họ nghe không được, thì họ nghe không được là họ không hiểu được, thì họ không cùng đi con đường của mình, họ không cùng đi con đường mình, mời họ đi con đường mình mà họ không đi.
thì họ không thương mình thì tao thương kệ người ta chứ, mặc người ta chứ, người ta ghét mình cũng mặc người ta chứ. Chứ mà nếu mà mình muốn cho người ta thương thì mình phải chiều người ta, mình đi theo người ta đó. Cái đó là cái mà cái câu thơ này thì dặn là vậy đó. Dẫu ai thương nhất mặc người ta. Chứ mình muốn cho người ta thương rồi mình đi theo con đường của người ta là không có được đó nha. Mình sợ người ta ghét rồi mình cũng đi theo con đường của người ta, không được. Như vậy là mình không có nội lực, mình không có lập trường. Thì mình lãnh đạo tinh thần cái gì? Cái người lãnh đạo tinh thần cái người đó phải có cái nội lực thâm hậu, kiên cường, bất khuất, trước phong ba bão tố, trước ngoại đạo tà giáo, trước sự mừng giận thương sợ yêu ghét, không phải quấy. Đó cho nên cái câu mà dẫu ai thương ghét mặt người ta đó là Phật tử cũng như là tăng ni phải có cái nội lực thâm hậu, cái ý chí kiên cường mới làm được câu đó, chứ không phải đơn giản đâu. Gặp ai mình cũng muốn người ta thương hết đâu có được. Thương là ai thương? Thằng phần nào thương? Thì mình mới là quý cái thương đó, mình mới cảm ơn cái thương đó. Còn ghét là ai ghét, thành phần nào ghét? Họ là hạng người nào họ ghét mình? Mình mới biết, chứ đâu phải là người nào ghét, là người nào không thương, người nào ghét là mình cũng sợ, không được à. Tôi hành như vậy là không có lập trường, không có nội lực. Cho nên cái câu đó nghe nó dễ ợt vậy đó, nhưng mà phải có nội lực dữ lắm, phải lập trường, phải có ý chí dữ lắm. Cho nên Phật Thích Ca hồi mới xuất gia đi tu cũng gặp nhiều ngoại đạo đó chứ, và học cũng học nhiều thầy đó chứ, nhưng mà thầy nào dạy tới cỡ nào, học tới cỡ nào, và cái nào lấy còn cái nào không lấy. Rồi cuối cùng là tất cả những người đệ tử Phật chúng ta đều biết, cuối cùng là Đức Phật thành tựu cái sự nghiệp giải thoát giác ngộ không có thầy, mà do cái nội lực bố thí là ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật, đạt tới cái đỉnh cao cuối cùng là bát nhã ba la mật, gọi là lục độ, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Đó là phát triển cái bồi dưỡng và phát triển cái vô sự trí, cái tự nhiên trí, để nó thành đạt cái nhất thiết chủng trí là quả vô thượng bồ đề. Phật không có người, không có thầy. Coi có dụng ý, ông ở môi trường nào, hoàn cảnh nào mà ông đặt ra cái câu đó. Cho nên là tôi không nhất trí, là không có nhất trí. Tôi không chịu cái câu mà hổ ly sơn hổ bại mà tăng ly chúng tất tàn. Ly sơn thì ly sao? Mà do gì mà bại? Rồi tăng ly chúng là tăng tàn, tại sao tàn? Và có phải ai ly chúng cũng tàn hết hay không? Thí dụ như Đức Phật là ở học đạo với nhiều lần đó chứ. Tôi nhớ mà học với Kiều Trần Như, ông bắt đầu là làm tóc ông Kalamata, rồi cũng ở trong chúng đó chứ, cũng bạn bè cũng thương lắm đó chứ. Nhưng mà khi mà học thấy rằng là tới cái mức đó rồi đó mà thầy không có là khai ngộ cho mình những cái mà mình yêu cầu, những cái mình muốn, mình thấy nó chưa đạt yêu cầu đối với cái hiểu biết của mình, là Đức Phật xin ly chúng đó chứ. Ly chúng đi tu một mình đó, đâu có tàn đâu.
Cho nên là cái từ đó coi chừng có mấy ông tổ nào đó muốn 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 gom quy tụ học trò lại để làm thanh thế cho mình, để làm thanh thế cho mình, để chứng tỏ rằng mình là một vị đạo sư, dưới tay mình có 500, 1.000, 2.000, 3.000 vân vân. Mà ông Ca Diếp là có 500 đệ tử đó. Rồi Ưu Lâu Tự La Ca Diếp là ông Ca Diếp mà đệ tử lớn của Phật đó. Rồi Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, rồi mỗi một ông vậy đó đều là có 300 đệ tử. Vậy mà ông Ưu Lâu Tự La Ca Diếp mình nhận thức được Đức Phật là hơn mình rồi đó, có thể là dẫn dắt mình, đưa mình tới cái chỗ giải thoát giác ngộ đó. Thì cái ông Ưu Lâu Tần La Ca Diếp đó, cái ông nó lớn tuổi hơn Phật nhiều quá, mà theo Phật làm đệ tử để học. Rồi ông thuyết phục hai người em nữa là hết thảy là ba anh em, là cả ngàn người đệ tử ngoại đạo đó. Như thế thì ly chúng đâu có tàn. Ông Ca Diếp sẵn sàng là bỏ 500 đệ tử, và anh em ông Ca Diếp cũng sẵn sàng là thuyết phục mấy trăm đệ tử, gần cả ngàn đệ tử của mình vậy đó, theo Phật thì theo, bằng không theo là ta ly ly chúng. Nhưng mà các vị đệ tử kia có lẽ là trình độ người ta cũng thấy ta không có vượt, không vượt ra được. Cho nên cái nhóm Ca Diếp anh em ba ông đều là chinh phục, thuyết phục cho đệ tử mình theo theo đạo Phật hết. Còn riêng thì Đức Phật là ly chúng hẳn ngoài. Cảm ơn thầy, thầy dạy cái đó, cảm ơn. Nhưng mà rồi xin đi tu một mình, và cái ngày thành đạo là do một mình, do phát triển cái vô sự trí, cái tự nhiên trí, để thành tựu được cái nhất thiết chủng trí. Thế thì cái từ là tăng ly chúng tăng tàn đó tôi không tin. Tôi học Phật của tôi đó, tôi có cái ngang tàn của tôi. Nếu mà ai đó có ghét tôi nói tôi ngang tàn thì tôi cũng chịu à, bởi vì dẫu ai thương ghét mặt người ta mà. Chứ cái câu mà nó tăng ly chúng tăng tàn tôi không chịu. Tôi đã từng sửa nay mấy chục năm, nhưng mà tôi biết rằng tôi sửa không ai nghe, không không có bao nhiêu người nghe. Nhưng mà phần tôi thì tôi vẫn có lập trường như vậy. Tôi sửa là, nếu nói câu đó là tôi sửa là hổ ly sơn hổ dũng, tăng ly chúng tăng hùng. Tôi dám sửa tới cái mức vậy đó. Nhưng mà đều nói mình dám chứ không phải gì không dám, bởi vì tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do phát biểu mà. Cho nên người xưa ai đó ta nói hổ ly sơn hổ bại tăng ly chúng tăng tàn, bây giờ mình thấy câu đó không trúng, mình nói hổ ly sơn hổ dũng tăng ly chúng tăng hùng, mình cũng có quyền nói vậy chứ. Bởi vì có những cái chỗ mà ở đông lắm, mà nếu mà cái người lãnh đạo mà không khéo á, thì coi chừng giống như cái câu của cái ông đó nói ra, cốt là ta quy tụ ở dưới mình, ở dưới trướng mình ha, gọi là dưới trướng, ở dưới đàn em của mình nó có một cái gốc rễ, một cái lực lượng cho đông đảo, cho nó mạnh, nó lớn. Mà trong đó nó có những cái chỗ ở mà gọi là đếm đầu bán sát, giới thiệu thì đông, mà cái đạo hạnh, cái sự tu hành để làm cho lợi mình lợi người đó có khi không có được là bao nhiêu, nó thậm chí có chỗ là coi như không không thành tựu gì hết. Cái đó có cái điều là mình không có chỉ thẳng của ở đâu được, không có nên chỉ, không chỉ được. Chứ nếu mà mình ở đông mà cái
cái đạo hạnh mình không có, đạo tâm mình không có, đạo lực mình không có, đạo hạnh mình không có, đạo quả mình không có, mà mình quy tụ đông rồi người ta lầm lạc ta vì một cái lẽ gì đó mà người ta ở với mình, ta quy tụ với mình, tất nhiên là trong giai đoạn nào đó, rồi tới chừng mà nó bể bạc ra, nó thấy những cái bất tài bất vô đức của mình đó, rồi người ta cũng có thể là tan rã. Nhưng mà trong một giai đoạn nào đó mình cũng đầu độc người ta những cái thứ hiểu biết sai lầm, rồi cũng quy tụ đông đảo như vậy mà không đem lại cái kết quả tốt đẹp gì hết. Thế thì mình ở trong một cái gọi là cái chúng như vậy, cái chỗ một cái tổ chức đông đảo như vậy đâu có lợi ích gì, hoặc là có lợi chút chút nhỏ nhỏ như Đức Phật hồi đó đã từng học đó, cũng có cái lợi trong lúc mà mình chưa thành tựu được cái nhất thiết chủng trí thì mình cũng học được những cái nhỏ nhỏ nào đó, nhưng mà rồi người ta ly đâu có sao. Phật Thích Ca đã từng ly chúng mà, cho nên cái câu đó xét lại cho ông tổ đó. Ông đó là gọi là người lớn tuổi tiền bối cỡ nào tôi không biết, là nếu ai đó gọi là tổ cũng được, mà gọi là bậc tiền bối cũng được, xét lại câu đó coi có cái tham vọng gì không. Chứ có người là quy tụ đông đó, mà cuối cùng là tan rã không thành tựu được cái gì hết. Cái này ở Việt Nam mình có nhiều cái giai đoạn mà người ta lãnh đạo về mặt tinh thần đó mà. Nói cách khác, nói cách là thông dụng, tôi gọi là lãnh đạo về mặt tinh thần, về mặt tôn giáo. Người ta tổ chức rần rần nghị đông đảo có. Nhưng mà cái ngày cuối cùng kết thúc đó thì rất là bi thương. Mà nếu mà ai đó mà ta tách ra những cái tổ chức như vậy, cái đạo lý như vậy thì gọi là tăng ly chúng tăng tàn ư? Không phải đâu. Thì đạo khác đã vậy thì Đức Phật, đạo Phật cũng có thể là như vậy đó. Cho nên cái câu mà hỏi ly sơn hỏi bạn không trúng. Hồi tôi ở Bình Phước tôi có nghe cái câu chuyện mà có con cọp ba móng, mà truyền thuyết sách cũng có người ta viết sách, và còn truyền miệng thì nhiều lắm, nhiều người biết là bị con cọp ba móng nó dữ lắm. Mà ở cái đình ở dưới chỗ tỉnh Bình Dương, huyện Tân Nguyên đó, và tôi đi gặp mấy cái đình người ta có vẽ con cọp đó, mấy cái đình ta ưa vẽ có cái tấm bia ta vẽ con cọp, một con cọp ở trên đó ta vẽ con cọp ba móng ta thờ, là bởi vì người ta nói rằng là con cọp đó nó từ cái vùng ha, từ cái vùng mà Tân Nguyên đó cách đây là 30-40 năm đó, thì từ cái vùng Lá Thiêu lên Bình Dương rồi lên Bù Đăng, Bù Đớp rồi đi qua Bình Phước, rồi Bình Dương rồi Bình Phước, rồi Bình Phước nó ăn qua bên Lâm Đồng, nó giáp lên với Lâm Đồng, Tây Nguyên Lâm Đồng nè, rồi Tây Nguyên Lâm Đồng giáp ranh với cái vùng rừng rú của Đồng Nai, Đồng Nai rồi giáp ranh ra tới Ninh Thuận, Bình Thuận, thì những vùng rừng đó là con cọp ba móng nó đi hoạt động rộng lớn vậy, nó hoạt động rộng lớn vậy chứ không phải là cọp ở trong cái rừng nhỏ nhỏ đâu. Nhưng mà nghe nói nó cũng có ăn thịt người ta bọn, cho nên em sợ nó, gọi là ông mà ông cọp mà dễ cọp ba móng thờ. Nhưng mà cũng nghe truyền thuyết là nói sau đó là tướng Quỳnh Văn Nghệ đó mới nên con cọp nó ăn một cái cô phụ nữ đó, con của một cái bà, rồi gặp cái dụng đó là tướng Quỳnh Văn Nghệ là hành quân ở trong rừng đó, mới nương vào cái xác chết đó thương lượng với cái bà cụ đó, mới lợi dụng cái xác chết đó để nhử cọp vô, rồi tướng Quỳnh Văn Nghệ mới chỉ đạo nghĩa là hạ đơn cọp đó. Nó là truyền thuyết cả cái vùng đó ai cũng biết cái việc đó. Thì con cọp đó là nó ly nhiều cái sơn lắm đó chứ,
nhưng mà nó cũng thành công tới giai đoạn nào đó. Còn cái chuyện mà cuối cùng người gì nó sát hại nhiều người quá thì người ta tìm cách người ta giết trở lại, cái đó chuyện đó là chuyện bình thường. Dù cho có người mưu trí gì đi nữa cũng vậy thôi à. Nếu mà mình không có đạo đức, không có lương tâm lương tri mà mình tàn hại nhiều người thì có người giết lại, chuyện đó tất nhiên. Kiểu cá ăn kiến, kiến ăn cá vậy đó, mạnh hết yếu, lớn hết nhỏ, không biết dạy chuyện đó thì tàn hại cũng như qua lại nhau là chuyện bình thường. Cho nên con cọp đó dầu là Liên Sơn mà cũng không phải là bại, hoạt động dùng rất là lớn. Còn cái chết đó là cái chết tất nhiên là do cái nhân và cái quả. Cái cách ăn, cách hoạt động của nó làm tàn hại nhiều người thì ta phải giết nó lại thôi. Chứ không có gì vậy mà gọi nó là bại. Mà nó đi tùm lum về nó cũng vẫn thành công đó chứ. Thế cái câu đó là không thành thật đâu. Còn như Đức Phật Thích Ca hồi đó cũng vậy. Phật Ca đó đâu cần quy tụ. Quy tụ là những cái tháng mùa hạ, là cái nước Ấn Độ cho tới bây giờ cũng vậy thôi. Mưa, cái mùa mưa đó mưa dữ lắm. Nước lũ đường lầy, mà cách đây mấy ngàn năm nữa, còn cái môi trường sống nó còn thấp kém hơn nữa. Cho nên là cái mùa mưa đó thì đi rất thật khó. Thì mới là Phật mới đề xuất ra, nếu mà có thí chủ người ta làm những cái chỗ tạm nghỉ gọi là cái tinh xá. Tinh xá là cái nhà để cho các thầy tỳ kheo tạm trú. Cái chữ tinh là đúng hơn là chữ tịnh. Chữ tinh là thuần là các vị tỳ kheo để tạm trú trong cái giai đoạn đó, hoặc là đục mưa đục nắng bình thường, hoặc là tạm trú trong thời gian nào đó chứ không phải là cái chỗ ở luôn. Tại nên Đức Phật không có chú trương ở luôn, mà cái chỗ tạm nghỉ giai đoạn và tạm nghỉ trong vòng mấy tháng mưa bão, mưa tối lục lội bão bùng. Cho nên cái chữ là trong sách gọi là tinh xá. Còn bây giờ đại giờ mình gọi là tịnh thất tịnh xá, đó là mình muốn ở riêng cái chỗ là tĩnh lặng, cái chỗ vắng vẻ tịnh tịch tịnh yên lặng. Cho nên bây giờ người ta biến ra thành cái chữ tịnh xá. Mà Phật không có tổ chức bắt ở chung, trừ ra những tháng mưa hè. Còn các thầy thì học đạo rồi thì Phật xuất pháp rồi thì tùy nghi sử dụng, muốn ở đâu ở, muốn ăn đâu ăn, nhưng mà điều nó có cái điều răn cấm của Đức Phật là không có được chơi tới lần la những cái chỗ mà nó có thể làm cho thương hại tới cái đạo tâm, cái đạo lực, cái đạo hạnh của mình. Thì với cấm Đức Phật có những điều răn dạy đó, chứ mà không có chủ trương là bắt ở một chỗ để rồi tuyên truyền rằng là tăng ly chúng tăng tàn, không phải vậy. Nếu mà cái người mà không có phát bồ đề tâm, mà không có thấy được cái giải thoát giác ngộ là quý á, thì ở trong chúng vẫn cứ là tàn, vẫn cứ bị phiền não vô minh nó tác động liên tục trong cuộc sống. Cho nên cái đó tăng ni trẻ để ý thử coi. Tôi nói thử là vì tôi không dám có cái ý tứ là yêu cầu ai đó phải nghe một cách triệt để. Mà thử có nghĩa là mình phải thiền định, mình tư duy, rồi mình đặt vấn đề ra coi có phải đúng là như vậy hay không. Nếu đúng thì mới nghe, còn không đúng là đừng có nghe. Cái chữ thử là vậy đó, cái từ thử là vậy đó. Thử coi. Có khi ở một chút vậy đó mà phiền não vô minh tràn ngập. Quán thân bất tịnh không hề có quán. Quán thọ thì khổ không hề có.
có để ý cái thọ thì khổ, và cũng không biết tâm vô thường là cái gì. Rồi quán pháp vô ngã cũng không hề biết biết là cái gì, tức là tới niệm xứ quán không hề biết. Rồi chánh kiến cũng không hề biết, chánh tự nhiên, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, là chánh định cũng không hề biết. Thế thì là ở trong một cái đại chúng với sự lãnh đạo giáo dục như thế thì là không tàn đó, vẫn cứ tàn đó chứ, tàn đời đó, cái bằng lưỡng đồ câu thất đó. Do vậy cho nên ý tôi muốn nói là tăng chúng tăng ni mình phải học thiệt, phải nỗ lực học thiệt, phải phát bồ đề tâm thiệt. Còn Phật tử cũng vậy, nếu mà quy y quy tam bảo là phải quy y thiệt, chứ quy y mà để cầu nguyện không thì không phải là Phật đâu. Quy y mà quy Phật mà dĩ bất quy thiên thần quỷ vật mà mình đi cúng đi lại tùm lum vậy đó, quỷ gì cũng cúng, thần gì cũng cúng, bà gì cũng cúng, ông gì cũng cúng, thánh gì cũng cúng, mà thật sự thật là chưa gặp cái người nào gọi là đấng hay là ông hay là bà thần thánh vậy đó, mà cúng tùm lum như vậy. Thế thì cái câu mà quy Phật dính bất quy thiên thần quý vật cũng còn không trúng, thì còn cái gì nữa để tôi đây. Cho nên cái đó là tôi gọi là thử đấy, thử là vậy đó. Phật tử tôi nói, Phật tử nghe thử coi, rồi tự xét rồi mình thử coi. Còn tăng ni trẻ cũng vậy, hổ liên sơn không nhất thiết hổ bại, nhưng mà đều hổ là nên ở trong rừng trong núi, nhưng mà ra ngoài là cái đó sai thiệt. Câu đó thì phải để ý, dù là không phải đi sớm nhưng mà đều không nhất thiết là hổ mà ra chợ là ở sao được. Cho nên hổ là phải ở rừng ở núi, cái đó đúng, nhưng mà nói đi sớm hổ bại là không đúng. Các cái quyền đi chứ, đi cả một cái vùng mấy tỉnh đó, từ Bình Dương rồi Bình Phước rồi Lâm Đồng rồi Phan Rang, Phan Thiết, nghĩa là những cái tỉnh mà có rừng núi mà giáp ranh nhau là cái ông hổ ba móng đó lại y hoạt động hết trơn. Chứ không nhất thiết là ở sân nào hết. Cho nên họ nội cái ý tứ dẫu ai thương ghét mặt người ta đó, không phải sợ đâu nha, nắm vững cái nội lực của đạo tâm, đạo lực đạo hạnh của mình rồi là mình phải đi con đường của mình đó. Còn vấn đề thương ghét là mặt người ta không sợ, thương cũng không mừng, ghét cũng không sợ. Đừng giận không buồn tự lánh ra. Cái này là để nói lên gì? Nói lên rằng là vì cái mặt mà thương ghét vui mừng buồn giận đó, hỉ nộ ai cụ ái ố dục đó, nghe nó dữ dằn vậy đó chứ mà nó không có thực tánh. Cái mừng nó cũng có cái thực tánh. Cái do vậy cho nên là nếu mình trúng số là 3 tỷ mình mừng, rồi đó là bị cái gì đó, lẽ gì đó, nó mất 3 tỷ đó, rồi mình buồn. Mà cái mừng thì cái buồn nó không có thật tánh, cho nên cái mừng đó rồi nó có thể bị buồn đó, bị mất đó dễ dàng. Ngược lại bị mất đó rồi nếu mà mình có biết đạo lý một chút á, thì mình cũng bỏ cái buồn đó, cái khổ đó dễ dàng, không có gì khó hết đó. Bỏ thì mình phải nói vậy. Ôi, thì bữa đó mình mua cái giấy số nó trúng, thì bây giờ nếu mà một duyên cớ nào nó mất thì mình kể thì bữa đó mình không có mua giấy số vậy thôi. Chứ nếu mình không mua giấy số thì đâu có đặt vấn đề trúng 3 tỷ. Mà chỉ vì mua giấy số mà anh trúng 3 tỷ thì bây giờ một lẽ gì đó sốc thần, động đất gì đó nó mất sập nhà sập cửa, nó mất cái giống như 3 tỷ đó thì rồi thì kể như lúc mình chưa có mua, mình không có mua giấy số,
Nếu mà có cái cách tư duy quán chiếu nhận xét như vậy đó thì mình giải tỏa cái buồn là được đó nha, dễ nó không khó đó. Bởi vì cái buồn đó, cái mừng đó, nó không có cái tự tánh. Cho nên mình biết tu tập đạo Phật là mình bỏ được dễ lắm. Còn có người không khéo là tự tử luôn đó. Cái buồn đó nó làm cho tự tử luôn. Cái đó là tại vì cái thằng chủ ngục vô minh nó xúi mình tự tử đó. Chứ nếu mà mình đuổi chủ ngục đi, nó đừng có mê hoặc mình đó, là mình không có tự tử vậy đâu. Trước đây mình không mua vé số thì mình đâu có tỷ nào. Do mua mà mình gọi là được 3 tỷ. Mà bây giờ đây là thiên tai địch quả nó sẽ đến như mình đó, thì mình mất 3 tỷ đó thì mình quán chiếu lại kể như mình không có mua. Thì mình vẫn hoạt động bình thường, không có tự tử. Bởi vì cái mừng đó không phải cái đạo Phật dạy cái mừng đó không có tự tánh chân thật. Bây giờ cái buồn này nó cũng không có tự tánh chân thật. Cho nên mình phải tập đại xã, là từ đại bi đại hiện đại xã mình mới bỏ nó đi. Mà bỏ nó đi là cái đó nó tập đó. Cũng như cái mừng mà mình không mừng nhiều đó là cái đó cũng phải tập. Tu là vậy, tu là tập. Ai mừng nhiều là người đó khổ nhiều, ai vui nhiều là người đó khổ nhiều. Cái người mà có tu tập rồi là được. Cái gì gọi là được là ta không có vui nhiều lắm. Có vui nhưng mà không vui nhiều. Mà cái người mà có được cái vui mà không vui nhiều thì cái người đó lỡ một cái cơ hội gì đó nó sa sút á, thì là cái người đó buồn, không có buồn nhiều. Còn cái người mà vui mà được vui quá nhiều đó thì cái người đó coi chừng tới lúc mà sa cơ là gì đó là họ buồn, họ có thể tự tử hoặc chết đó. Cái đó là cũng ai cũng thử nghiệm rồi biết. Cho nên là cái giận nè, cái mừng là cái giận nè, cái thương nè, cái sợ nè, cái yêu nè, cái ghét là cái muốn nè, gọi là phát tình nè, đều là nó là cái lĩnh vực của tâm tư. Nó trừu tượng chứ nó không có cụ thể. Cho nên muốn rồi để bữa bỏ cái muốn nó được mà. Ghét rồi ghét ai đó rồi lúc nào đó là bỏ cái ghét nó được mà. Chưa kể là có những lúc nào đó mình ghét ai đó, rồi có lúc nào đó lại cái người mà mình ghét đó lại là mình yêu cũng có nữa. Điều đó chứng tỏ lên là cái yêu đó với cái ghét đó là không có thật tất. Cho nên cái này là cái đối tượng thiền định rất là hữu hiệu cho những người mà để ý tu tập thiền định đó. Đừng giận, không buồn, tự lánh ra thôi. Nghĩa là tách cái môi trường, cái hoàn cảnh thôi. Gọi là biến ly đó. Thì đạo Phật thì sơ thiền, mình tu sơ thiền là ly, mình nó sẽ thấy lạc đó chứ. Chứ có gì ghê gớm lắm đâu, do ly, do tu tập ly. Ly tiền tài, gọi là ly tài. Ly cái tâm tham sắc, gọi là ly sắc. Ly cái tâm tham danh, ly cái tâm tham lợi, ly cái tâm tham vui, ly cái tâm tham mừng, ly cái tâm tham buồn, ly cái tâm giận, tâm thương, tâm sợ. Giết ly vậy đó là được gọi là tu thành tựu sơ thiền. Nó có một sự an vui, một sự là hỷ lạc. Cho nên cái từ sơ thiền trong đạo Phật là ai tu sơ thiền thì người đó có cái hỷ lạc. Là hỷ lạc đó là do ly. Nên sơ thiền ly sinh hỷ lạc vậy. Cho nên cái câu đừng giận không buồn tự lánh ra đó, để nói là đừng lánh ra được hết. Mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, bảy cái gọi là thất tình đều lánh ra được hết. Cho nên mình phải tập giận, đừng giận nhiều. Nếu nó lỡ nó sẽ đến mà mình không ứng dụng kịp đạo lý thì mình cũng hạn chế nó. Và cuối cùng là mình tập luyện sao cho đừng giận, cái đó là mình đã thành tựu rồi đó. Đừng giận không buồn tự lánh ra, hoặc là tự lánh xa. Tự lánh xa tức là mình tạo cái môi trường
thông thoát. Mình đừng đừng rỗi, mình viễn ly. Con Phật ta cần hành viễn ly, tránh xa các độc tham sân si. Để chi? Để vượt ngoài ba cõi, ngay quê mẹ mà thành đấng giải thoát tiêu giao tại cõi này là do mình tu tập. Cho nên giáo an thức giác mặt người ta cũng là do tu tập, phát huy nội lực và tu tập. Tu tập để các pháp, thấy các pháp nó như mộng, như nguyễn, như bào, như ảnh. Do vậy mà thất tình lục dục cũng như mộng, nguyễn, bào, ảnh thôi. Cho nên đừng giận, không buồn, tự lánh ra. Phải quấy hơn tôi như bọt nước. Cái này là nhắc nhở. Nhắc nhở là nhất thiết hữu diệu pháp, như mộng, nguyễn, bào, ảnh, như lộ, như biện, như càn thác bà thành, như dương diệm, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Thì có cái gì ghê gớm lắm đâu. Phải quấy hơn tôi như bọt nước. Ở đây nói như bọt nước chứ nói như bọt là bọt nước tức là bào á. Nó không thiệt, nó cũng như bọt nước. Nó cũng như là sương mai. Sương mai coi nó mù mịt vậy đó, chứ mà nắng lên cái nó tự mất à. Còn bọt nước là có nó mưa hoặc là trên cái gờ nước chảy xuống rồi nổi bọt vậy đó, rồi tự nó sẽ mất hết à. Cho nên ai cứ đi Đà Lạt thì ghé cái thác Bông Rua hoặc là cái thác Pren đó ha. Nước nó động một vùng bằng trước cái nhà vậy đó. Nhưng mà nếu nó động bằng cái nhà đó, mà nếu mà nó là không có tan đi á, thì chỗ đâu nó chứa. Nhưng mà một vùng bằng cái nhà vậy đó, rồi nó nổi cái bọt khác thì cái bọt ở bên bìa đó nó xẹp xuống, nó thành nước. Do vậy mà nó chảy năm này qua chục năm này qua chục năm kia mà nó cứ một đống bằng trên cái nhà, bằng trên hai cái nhà, một vùng nó vậy thôi. Cho nên không có hơn nữa. Mà nếu mình cầm cái cây hay cầm cỏ gì mình chọi nó tan mất hết rồi. Bọn nước là vậy đó. Sương mai cũng vậy, sương mai đố ai nắm mắt nó mà giữ gìn nó được. Mặt trời lên nó tự mất. Rồi như qua phải quyết định thua như một nước rồi, như là bóng trong gương này, như tăng dưới đáy nước rồi, như cảnh ở trong mộng nè, nghĩa là nó không có thiệt gì hết. Tất cả những phải quấy hơn thua, những cái thất tình lục dục nó đều là không có thiệt. Mà quán chiếu như vậy, tư duy như vậy rồi đó, thì mình hàng phục cái tâm của mình, chế ngự tâm mình hàng phục cái tâm của mình. Là hàng phục cái tâm của mình là mình hướng dẫn nó đi tới cái chỗ kia mà bố thí á. Hàng phục cái tâm mình nghĩa là mình điều chỉnh tâm mình, nghĩa là mình tập cho nó, tập cái tâm bố thí. Tôi nói tới cái chuyện này, tâm mà trong sáng đẹp vườn hoa là chỉ có cái tâm bố thí hết. Bố thí ba la mật rừng nó đẹp như hoa vậy đó. Mà bố thí ba la mật là bố thí cái gì? Bố thí hết rồi thì cái tâm nó đẹp dữ lắm. Nó trong sáng. Chỗ này thì tôi muốn nhắc là nó đi sâu nhiều chuyện lắm, rồi các vị không có chịu nghe, và nghe có người nghe không nổi, có người không chịu nghe. Chứ phải có em thua như bọt nước rồi ha. Đừng giận không buồn, tự lánh xa. Là tại vì là tất cả giảng pháp nói theo kinh Bát Nhã đó là nó không có thiệt, không có cái gì có thiệt hết. Cho nên nó là như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như lộ, như điện, tinh minh đó,
cái câu đó để nhắc cái đó rồi. Mà nhắc cái đó rồi cũng là kinh Bát Nhã. Mình muốn cho tâm mình trong sáng mà đẹp như hoa vậy là chỉ có cách là bố thí. Cho nên Phật dạy trong kinh Bát Nhã đó là có hai câu hỏi cô Tu Bồ Đề là phải hàng phục tâm mình như thế nào và trụ cái tâm mình như thế nào. Dân hà ân trụ, dân hà hàng phục kỳ tâm. Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thế Tôn hai vấn đề. Nếu là một Bồ Tát phát tâm là phải hàng phục cái tâm của mình như thế nào thì phải trụ cái tâm như thế nào? Thì Phật dạy hàng phục cái tâm đó là trong tâm của mình nó có 11 cái loại tâm. Trong tâm của con người của mình đây nó có 11 cái loại tâm, 10 cái loại tâm. Đó là cái loại tâm của thai sanh, của nhãn sanh, của thức sanh, của quá sanh, của hữu sắc, của vô sắc, của hữu tưởng, của vô tưởng. Phải hàng phục nó, phải đưa nó vào trong cái cảnh mà tịch diệt vô vi. Đừng để cho những cái tâm đó nó dính mắc ở trong con người của mình. Cái tâm đó nó 10 cái thứ tâm đó ở trong con người của mình đó, nó quậy mình đó. Nó là tay chân của cái thằng chủ ngục vô minh đó, của thằng chủ ngục tam tế vô minh tam tế đó. Nó điều khiển 10 cái thứ tâm đó. 10 thứ tâm đó là tay sai của cái thằng chủ ngục vô minh tam tế. Tam tế là nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng đó. Không còn thấy có nó hiện hữu trong con người của ta, gọi đó là đưa nó vào cái chỗ vô dư nhất bạn. Nghĩa là độ cho nó, hóa giải nó, làm cho nó diệt độ, không còn thấy có, còn có nó hiện hữu ở trong con người của ta, đưa nó vào vô dư nhất bạn. Không còn thấy có nó hiện hữu trong con người sát thủ thú của ta. Đó là cái cách mà hàng phục cái tâm đó. Còn như là bố thí như tôi vừa nói đó, muốn cho cái tâm mình trong sáng mà nó đẹp vườn hoa đó, là phải trụ cái tâm. Phật dạy một cách hành một tâm, rồi cái câu thứ hai là Phật dạy cách trụ tâm. Trụ tâm thì phải làm việc bố thí. Mà bố thí là bố thí một cách nào? Bất ân trụ sắc bố thí. Phát trụ cái tâm vào chỗ bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ân do sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là đừng để cái tâm của mình nó dính dấp vào tương quan tác động, dính dấp vào sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Nghĩa là mình bỏ cái đó hết đi, mình trừ khử nó đi, mình là loại bỏ nó đi, coi như là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần không có trước mặt mình vậy. Coi như là không có sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Dầu sắc, dầu là mình sinh hoạt, mình sống ở trong cái cõi đời sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, nhưng mà mình sử dụng nó một cách nghĩa là ứng vô sở trụ. Sử dụng vật chất mà không có đam mê, không liên ái vật chất. Sử dụng âm thanh mà cũng không có đam mê, không có liên ái, không có bảo thủ, không có thắc mắc về âm thanh. Sử dụng về hương có, nhưng mà rồi thôi. Đi ngang qua một cái đám hoa thơm, rồi thôi. Vị xuất phát cũng tập như vậy. Cái này cao dữ lắm. Cho nên Đức Phật Thích Ca là dễ đó chứ. Đức Phật Thích Ca là làm chủ
là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn, làm chủ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, rồi loại bỏ, rồi làm chủ luôn là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là lục căn, lục trần, lục thức, ba cái món đó mình làm chủ nó thì mình vẫn xài nó, vận dụng nó mà không bị nó không có bị cái thằng chủ ngục vô minh á nó tác động, nó điều hành á, thì mình sử dụng nó mà mình không có dính mắc, thì đó là cái người đạt đến cái quả vị là bát nhã ba la mật, đạt tới đỉnh cao là giải thoát giác ngộ đó. Ở cái này sâu quá phần mình đây đi, mà muốn cho tâm mình trong sáng đẹp vượt qua là phải bố thí, mà bố thí là bố thí cả lục căn, làm chủ lục căn, bố thí cả là phải làm chủ cả lục thức, rồi bố thí cả lục thức, rồi làm chủ cả lục trần, rồi bố thí cả lục trần, bất ưng trụ mà, nghĩa là không để cho nó đam mê, nó dính mắc, nó dướng díu. Làm trong 18 cái đó cắt ly nó ra, mà tu tập như vậy để mà thành tựu được, ta gọi là giới phân biệt quán, tức là 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, 3 thì 6 là 18, 18 cái món đó mà cắt đứt nó ra, ta gọi là giới phân biệt quán. Mà thành tựu được giới phân biệt quán như vậy có nghĩa là mình làm chủ căn trần thức, nó không lôi cuốn mình được, nó không mê hoặc mình được, mình không đam mê, mình không lưu luyến, tức là mình cái chỗ mình trụ cái tâm cái chỗ cái bằng ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm đó, là trụ cái tâm cái chỗ vô sở trụ là phải làm, phải tu tập bằng cách bố thí, mà bố thí cả lục căn lục trần lục thức, cái đó cao dữ lắm. Tăng ni trẻ học cái đó là mệt ra, mà nghe tôi nói cũng còn phát ghét lên, chứ đừng nói học cực lắm, phải có tu tập thiệt. Tu tập thiệt, có dụng tâm thiệt, bồi dưỡng ý chí, phát bồ đề tâm thiệt thì mới làm được, mới đưa tới cái tâm mình mà trong sáng, mới đẹp vượt qua được. Cái câu này nè, khó đó, nhưng mà ai cũng làm được, chứ không phải khó là cái gì không làm được, làm được hết. Nhưng mà có đủ nội lực không? Có phát bồ đề tâm mạnh mẽ vững chãi không? Nếu có phát bồ đề tâm mạnh mẽ vững chãi, nếu có nội lực kiên cường, nếu quyết đi con đường giải thoát giác ngộ thì mình có thể bồi dưỡng tâm mình trong sáng đẹp như qua được đó. Phật đã làm được, Bồ Tát đã làm được thì mình cũng làm được. Bị ký trự phù ngã diệt nhĩ bất ân tự khinh nhi phong phúc, Bồ Tát Phật đã làm được thì mọi người sẽ thành Phật, thì mọi người ai cũng làm được, không nên tự khinh mình mà lui sụp, mà nản thất chí, nản lòng, ai cũng có thể bồi dưỡng tâm mình đẹp như qua được đó. Thế thì cái bài gọi là tự nhủ có nghĩa là tôi muốn nói cho tôi là chết, còn tôi muốn nói cho Phật tử là tăng ni trẻ nghe đó là cái gì muốn nghe nghe, không nghe thôi. Cho nên là cái đầu đề là tự nhủ, nếu ai thương ghét mặt người ta đừng giận không buồn tự lánh ra, phải quay hơn thua như bọt nước, tâm mà trong sáng đẹp dường quá. Coi bây giờ trực diễn cái gì đây, trực chiến đề cương bài pha tự nhủ là một đối tượng thiền sơ cấp đó. Nói sơ cấp gì chứ mà muốn đưa nó lên trung cấp cao cấp gì cũng được hết. Học bài thơ này dùng làm đối tượng thiền, nó giúp cho thiền giả hạn chế được nhiều cái nguyên nhân có thể sanh phiền não, ưu tư, hối tiếc, khen chê thương ghét, phải quấy
hơn thua, tốt xấu là chuyện xảy ra bình thường như cơm bữa đối với người tình thế. Đó là một sự thật. Đệ tử Phật nhất là một thiền giả phải tự liệu biết trước. Và đây là tự liệu biết trước, đây là ra một thiền giả phải tự liệu biết trước rằng là luôn luôn ở trong cái tư thế sẵn sàng đối phó, là lắm và ra. Ra là nếu mình ở trong cái hoàn cảnh đó, đích thân mình ở trong cái môi trường hoàn cảnh đó là mình ra. Còn nếu mà mình ở ngoài cái môi trường hoàn cảnh đó mà mình thấy hoặc là nghe có thể xảy ra những sự ưu phiền buồn giận đó thì mình lánh, mình lánh xa. Là thành ra lánh ra hoặc là tránh xa. Đó là cái cách mà hóa giải phiền não hữu hiệu, bởi vì lửa nó sắp đốt cháy mà mình vứt củi vứt rơm rạ xa ra thì thiền quả hoạn tự tiêu tan. Thế gì quả đường không bất cứ tự nhiên việc lửa nó cháy mà mình làm cho củi là bổi là rơm là rạ là những cái bổi trái nó xa lắm nó cách ly ra đó thì lửa nó không có cần tưới, không có cần đem nước tưới gì nữa, nó cũng tiêu diệt được. Nếu có nước tưới thì cũng tốt, và nếu không nước tưới thì cứ cách ly những cái thứ bổi, những cái điều kiện để bắt lửa. Cho nên có hai cách, là một là tránh, hai là xa. Dù là phiền não ưu bi sầu nộ nhưng tất cả đều không có tự tánh. Đây, câu này là nhắc cho mình vậy đó. Thất tình đều không có tự tánh, ưu bi sầu nộ không có cái nào tự tánh hết. Chúng như bóng tối, phải có ngọn đèn pha là nó sáng nó mất rồi. Chúng như mùa sương, nếu mặt trời lên mà là nó cũng tiêu mất rồi. Chúng như là đập chim như cảnh trong mộng, thức mộng là tự nó mất rồi. Chúng như là qua đến giữa hư không ở trước mắt, thế con mắt mà hết bệnh ra là cái qua đến nó tự không còn. Cho nên là nó tự tan biến mất hết vì nó có thiệt. Tâm trong sáng của con người vui đẹp, đó là thời điểm con người đi vào niết bàn, ở trong niết bàn hay là vãng sanh cực lạc. Ở đây muốn nhắc là vãng sanh cực lạc là cái lúc mà cái tâm mình trong sáng đó thì gọi đó là vãng sanh cực lạc đó. Là cái lúc mà trong sáng nhẹ nhàng an lạc đó, cái lúc đó là cái tâm của người đó là đang ở niết bàn, là nhập niết bàn đó. Cái câu này là muốn nhắc rằng là cái niết bàn cực lạc đó là mình có đòi ở cái xứ nào hết. Tâm trong sáng của con người vui đẹp, đó là cái thời điểm con người đi vào niết bàn, ở trong niết bàn hay là vãng sanh cực lạc. Cực lạc không có ở phía mặt trời lạnh. Vãng sanh cực lạc không phải đợi chết mới vãng sanh. Cái này là sai lầm vô số kể bao nhiêu ngàn năm nay rồi mà cái cầu nguyện, cái tụng kinh cầu nguyện vãng sanh cực lạc sau khi chết cái đó sai lầm vô số kể. Ở đây cũng không nhắc nữa, chỉ nhắc là nghe thấm ghét. Chứ làm sao mà tu hành mà chờ chết rồi mới giảng sinh cực lạc. Cũng như Đức Phật Thích Ca mà nói là chờ tới rừng ta la sanh tỏa mới nhập cái bàn này. Nói như vậy là sai lầm dữ tận. Chết rồi mới nhập cái bàn thì là để làm gì? Ai nhập? Ngũ quẩn gia không thì là còn cái gì để nhập cái bàn? Cho nên cái đó là Phật thiền đi ôn lại, học nữa, học mãi, học kỹ, thiền nữa, thiền mãi, thiền kỹ sẽ được an vui, không sự nghiệp vật chất nào đổi được đâu. Vật chất làm gì?
chắc là đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở công an chết tại mày. Giám đốc công ty hay là tổng thống mà sa cơ rồi mảnh hổ cũng như nay, tiền bạc danh vọng địa vị nó không có an lạc thật sự. Nó như bọt nước ở đầu nguồn, nó như là phù dung, nó như bông bí. Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu đâu có sướng được. Cho nên là cái tu hành là sướng thiệt đó. Nhưng mà nói là nói như vậy đó, ai bằng lòng còn ai đó không hề có bằng lòng. Tôi thì nhắc nhở nhiều đó, cũng gọi là quá nhiều. Xin chúc văn như tư, tư như tu, an lạc trong ngày.